mất tích vì mẹ chồng lén nghe được điều hai vợ chồng bàn bạc. Tôi chẳng ngờ lúc ấy mẹ chồng tôi trong nhà vệ sinh đã nghe được câu chuyện của vợ chồng tôi. Ngay tối hôm đó, chúng tôi nhận được trách hầu tòa, đề nghị họp gia đình ngay lập tức. Vợ chồng tôi khá trẻ, tôi 27 tuổi, chồng tôi 29, cả hai đều khá thoáng tính và có cách sống hiện đại. Bố mẹ chồng tôi cũng mới ngoài 50 tuổi, cưới nhau 2 năm. Chúng tôi đều rất ngoan ngoãn ăn Tết ở nhà với bố mẹ. Những ngày Tết đến xuân về, hai vợ chồng tôi không đi đâu chơi xa, không bạn bè quá trớn, cũng không bài bạc đỏ đen. Năm nay, sau hai mùa Tết an phận ở nhà, tôi bỗng thấy nhàm chán quá. Hôm bữa lên công ty, lại thấy mấy chị cùng phòng đang xúm xít lại màn hình máy tính để bút vé đi du lịch dịp Tết. Người thì xuất ngoại sang Thái sang Sinh, người thì vào Phú Quốc, Đà Nẵng. Ôi, mới nghĩ thôi mà tôi đã thích mê tơi rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy tình hình cũng rất khả quan. Vợ chồng chúng tôi còn trẻ, chưa có con cái vướng bận. Bố mẹ cũng không quá cổ hủ. Và quan trọng là điều kiện của chúng tôi khá dư dả. Tôi làm nhân sự cho công ty nước ngoài với mức lương gần 20 triệu. Chồng tôi làm công nghệ thông tin cho công ty phần mềm. Vả lại, chồng tôi cũng rất yêu và chiều tôi nên kế hoạch ấy tôi thấy khả thi đến 90%. Tôi chẳng ngờ lúc ấy mẹ chồng tôi trong nhà vệ sinh đã nghe được câu chuyện của vợ chồng tôi. Ngay tối hôm sau, chúng tôi nhận được trách hầu tòa, tức lịch họp gia đình ngay lập tức. Tối ấy, sau bữa cơm tôi kéo chồng ra góc bếp thủ thỉ. Chồng ơi, Tết này trốn nhà đi du lịch nhé. Đợt trước tuần trăng mật mình định đi mà đã bận này bận nọ không đi được rồi. Chồng tôi tư lự, cũng được đấy nhỉ, để anh tính xem sao đã, còn bảo bố mẹ nữa. Tôi dục dã còn tính cái gì nữa, chốt đấy nhé để em còn bút vé. Rất khẩn trương, nghiêm túc và lạnh lùng, bố chồng tôi dậm mạnh chén nước xuống bàn rồi hắng giọng. Tôi chẳng vòng vo tam quốc làm gì, tôi nghe nói Tết này anh chị định gác nhau đi chơi tận đâu tận đâu, không cần biết đến ông cha họ tộc, không cần biết đến lễ bái tổ tiên. Tôi hỏi anh chị coi chúng tôi là cái gì, hay như người đã chết, hay cái nhà này mất nóc rồi phải không? Giọng bố ngày càng gay gắt. Chồng tôi đỡ lời tôi ngay mà không kịp. Bố này, bọn con đang có ý tưởng thế thôi, chứ còn xin. Bố mẹ chứ. Lần này bố tôi đập hẳn cái chén xuống bàn. Ý tưởng à, dẹp ngay cái ý tưởng đấy đi. Ai xui mày làm cái trò đấy hả? Chúng mày định làm loạn đấy hả? Tao và mẹ mày còn sống sờ sờ đây mà chúng mày đã không coi cái nhà này ra gì. Thế mai sau chúng tao chết, chắc vợ chồng mày bán luôn mảnh đất tổ tiên để lại này để đi đố đẫn đấy hả? Tôi ngồi im mà thấy cay dọc sống mũi, không nhịn được nữa. Tôi đứng phắt dậy nói, con thấy chuyện đi du lịch Tết có sao đâu. Cuộc sống bây giờ khác xưa rồi, bao nhiêu người đi, bao nhiêu nhà đi có sao đâu. Không ngờ vừa dứt lời, bố chồng tôi chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi quát, chị thì giỏi rồi, làm cho công ty nước ngoài cơ mà, thích giống thiên hạ ấy gì, thích được như người ta ấy gì, được thôi. Xách túi ra khỏi nhà này ngay lập tức, tôi không có loại con dâu như chị. Tôi tức quá không nói gì, về phòng cầm túi rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi đi từ 27 Tết nhưng đến hôm nay, 30 Tết chồng tôi vẫn im lặng. Tôi không thấy mình sai ở đâu khi muốn có một cái Tết thong dong cùng với chồng. Nhìn dòng người tấp nập sóng đôi đi sắp Tết ngoài đường, lòng tôi hoang vắng quá. Gộp Tết Tây với Tết ta, chúng ta chọn phát triển hay chỉ quanh quẩn với vài nước láng giềng? Nhà văn trẻ Tuệ Nghi nêu quan điểm. Những năm trở lại đây, cứ mỗi dịp xuân về lại bùng nổ dữ dội tranh cãi vấn đề nghỉ Tết. Cái việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến các nhà kinh tế hội nhập sởn hết gai ốc vì lo sợ. Người ta hô hào hội nhập kinh tế nhưng vẫn muốn giữ khư khư lề lối văn hóa truyền thống, đó là Tết cổ truyền. Tôi không phủ nhận, Tết cổ truyền mới đúng là Tết sum họp của người Việt, nhưng nó không còn phù hợp với tốc độ phát triển xã hội nhanh vũ bão như hiện nay. Chúng ta chọn đất nước giàu mạnh hay chọn cố chấp giữ truyền thống, để cứ phải ngậm ngùi nhìn các quốc gia khác vượt mặt chúng ta hàng thập kỷ. Chúng ta chọn mở rộng phát triển kinh tế, giao thương với các nước châu Âu, châu Mỹ hay chọn chỉ quanh quẩn làm ăn với các nước láng giềng cùng đón Tết như ta. Trên lý thuyết, Tết là sum họp, là tình thân và cũng có người cho rằng Tết cổ truyền là hồn của dân tộc, Tết còn thì dân tộc Việt mới còn. Tôi không nghĩ vậy, cá nhân tôi cho rằng nếu đã sống có tình thì 365 ngày trong năm đều tình nghĩa với nhau, đều sum họp với nhau chứ cần gì nhân danh Tết để bày mâm cao cổ đầy. Và cái hồn ở dân tộc vốn dĩ nằm ở sự thịnh vượng, sự phát triển vượt bậc về kinh tế, sự hội nhập khéo léo về văn hóa cũng như chuẩn mực trong đạo đức, lối sống của con người. Hà cớ gì đạo đức xã hội càng xuống cấp, kinh tế thì thụt lùi,
Tết thì ngày càng nhạt mà cứ phải khăng khăng giữ hồn. Thực chất, cái mà chúng ta đang quyến luyến đó chính là Tết xưa, những cái Tết có lẽ chưa đủ đầy như bây giờ nhưng trọn vẹn vị Tết, những ngày chuẩn bị phơi phóng củ kiệu, lục tục làm dưa món, kho nồi măng hột vịt hay ở miền Bắc thì có thịt nấu đông, sen mướt gừng mướt dừa hương thơm bay đến cuối ngõ. Những ngày ba cố làm gắng cho đủ tiền mua cho con tấm áo mới kịp đón giao thừa, mẹ thì lấy tiền để dành mua cành mai, cành đào để nhà có không khí xuân. Ngày hai ba đưa ông táo, cả nhà quay quần bên nhau cung kính thắp hương. Ngày đó nghèo, nhưng ấm áp. Còn giờ đây, chúng ta đang sống ở cái thời mà giáp giao thừa vẫn còn có thể chạy ra mua vội mớ củ kiệu đóng hộp, mấy cái bánh chưng làm sẵn, đống mứt nhiều màu của Tây của Tàu đủ cả. Rồi chúng ta bỏ tiền tỷ ra để tái hiện những không gian Tết xưa, vô cùng lãng phí và gượng ép. Các nước nghỉ Tết Tây, chúng ta cũng nghỉ. Rồi khi các nước quay trở lại vào guồng làm việc hăng hái suốt một năm, chúng ta lại rề rà vì chuẩn bị nghỉ Tết cổ truyền. Hết Tết cổ truyền vẫn ế ải, thậm chí là kiêng kỵ tiền vào tiền ra cho tới hết tháng giêng. Trong khi với tốc độ kinh tế phát triển chóng mặt như hiện nay, các doanh nghiệp đua nhau tới từng phút từng giây, sự thắng thua trên thương trường quốc tế nó khác lắm với cái sự chém gió hơn thua nhau trên bàn nhậu những ngày Tết. Cứ tới gần Tết, tất niên tổng kết một năm, hô hào chúc mừng nhau phát triển vượt bậc, hội nhập thành công, hô hào xong thì ai về nhà nấy, giải tán nghỉ Tết. Mặc cho cái thành công hội nhập, kinh tế thịnh vượng chỉ nằm trên giấy, trên kế hoạch, trên miệng. Mặc cho hàng hóa nằm trong kho phải đội thêm chi phí lưu kho, mặc cho mỗi một ngày nghỉ là một ngày thất thoát tiền của GDP sụt giảm. Và mặc cho thế giới đi xa tới đâu, ta cứ vừa đi vừa nghỉ, nhưng ước muốn với hoạch định thì cao vời. Có lẽ, thay đổi thói quen truyền thống là một điều khó khăn, nhưng bất kỳ dân tộc nào muốn phồn thịnh đều phải có những giai đoạn đau đớn như thế. Hòa Minh Di bất ngờ để lộ ảnh bạn trai, lên kế hoạch kết hôn trong thời gian tới. Ca sĩ Hòa Minh Di vô tình để lộ ảnh tình tứ cùng bạn trai trên màn hình điện thoại khi tham gia trò chơi. Mới đây, cư dân mạng phát hiện khoảnh khắc tình tứ của Hòa Minh Di cùng bạn trai trên màn hình điện thoại của cô khi đang live stream. Cụ thể, tối 12 tháng 2, giọng ca tìm một nửa cô đơn cùng hai người em trong bộ ba hoa dâm bụt là Đức Phúc và Ezic có buổi giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, khi đặt điện thoại xuống bàn để tham gia trò chơi, bất ngờ một số điện thoại gọi vào máy của á quân cặp đôi hoàn hảo. Đặc biệt, cộng đồng mạng vô tình thấy được bức ảnh thân mật của Hòa Minh Di và người này. Chưa kể, cô còn lưu số với tên gọi chồng yêu. Người hâm mộ nhanh chóng tìm ra danh tính bạn trai mới của Hòa Minh Di, ngay sau khi bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, tình mới của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh tên Hải, hiện nắm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty chuyên về phân bón. Không bỏ lỡ bất kỳ động thái nào, cư dân mạng cũng tìm ra bình luận được cho là nhắc đến Hòa Minh Di của anh Hải trên trang Facebook cá nhân. Anh tiết lộ chuẩn bị đón nàng về dinh và trả lời một người bạn Hòa ghi em trong danh sách khách mời rồi. Bên cạnh đó, việc quản lý của Hòa Minh Di tham gia vào cuộc trò chuyện càng khiến công chúng có cơ sở để tin người đàn ông này chính là tình mới của nữ ca sĩ sinh năm 1995. Trường Giang tránh Sam, Tiêu Tụy phải truyền nước biển giữa tin đồn Nhã Phương trả nhẫn. Nhiều khách mời đã nhận ra dấu hiệu lạ trên cánh tay của nam diễn viên. Tối 8 tháng 2, sự kiện họp báo ra mắt bộ phim Tết siêu sao siêu ngố đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của toàn bộ ekip sản xuất và hai diễn viên chính, Trường Giang và Sam. Tại sự kiện, Trường Giang mặc trang phục đen rất đơn giản. Nhiều khách mời đã nhận ra trên tay nam diễn viên có một miếng bông băng, thường được dùng sau khi tiêm hoặc truyền nước. Trường Giang cho biết gần một tuần nay anh thường phải nhập viện truyền nước biển, tuy nhiên không giải thích lý do vì sao. Nam ca sĩ cũng khiến không ít người lo lắng, vì xuất hiện với thần sắc tiêu tụy hơn nhiều so với lần gây chú ý với sự kiện cầu hôn Nhã Phương. Cùng có mặt tại sự kiện này là Hot Girl Sam, người đóng cặp với Trường Giang trong phim, và cũng là người vướng phải tin đồn phim giả tình thật với anh trong thời gian qua. Dù là cặp đôi trong phim nhưng Trường Giang với Sam lại không hề chụp hình chung, ngoại trừ những kiểu chụp cùng ekip. Điều này khiến nhiều khách mời cho rằng hai người đang né tránh nhau. Một số thành viên khác của ekip và nhiều khách mời đã có mặt trong buổi ra mắt này. Đạo diễn Đức Thịnh rất hào hứng với bộ phim hài lãng mạn tiếp theo do mình đạo diễn. Siêu sao siêu ngố là một bộ phim hài lãng mạn đánh dấu sự trở lại của Trường Giang trên màn ảnh rộng, sau hơn một năm vắng bóng. Đây cũng là lần thứ hai anh hợp tác cùng cặp vợ chồng Đức Thịnh,
Thanh Thúy sau bộ phim Taxi, Em Tên Gì? Phim sẽ ra mắt khán giả toàn quốc từ ngày mùng 1 Tết. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.